Pierre. Thank you.
ạ. Là do một vị quan văn là ông Trung Bất Kỳ Hình là người cất công xây dựng nên đấy ạ. Ông đây có tên là Trần Tứ, ông là một người rất tài giỏi, ông sống và làm việc dưới triều của vua Gia Long Việt Nam. Và cuối năm 1802, trước khi được vua Gia Long cử đi sứ sang Tàu, thì ông đã cho xây dựng ngôi tự đường này. Trước thì để thờ cùng ông bà tổ tiên, sau thì để lại cho con cháu. Thì ngôi tự đường này được xây dựng với sự kết hợp của ba lối kiến trúc khác nhau, đó là lối kiến trúc của người Việt Nam, Trung Hoa và Nhật Bản. Thì nhà mình nhìn thấy cái gian giữa này đây chính là lối kiến trúc của người Nhật Bản đấy ạ. Với tên gọi là chồng rường giả thủ, có nghĩa là giả như cái bàn tay của mình đấy ạ. Thì nhà mình nhìn thấy năm cái cột nhỏ là giả như năm ngón tay của mình, tượng trưng cho yếu tố ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và ba thanh rường nằm ngang xếp chồng lên nhau là giả như ba đường chỉ chính trong lòng bàn tay của mình, tượng trưng cho thiên, địa, nhân, có nghĩa là trời, đất, con người. Và đó cũng chính là lý do mà vì sao từ ngày xưa cho đến nay, ông bà mình mỗi khi thắp nhang cũng thường thắp nhang theo cây lẽ là 3 cây, 5 cây. Và nhà mình nhìn thấy cái mái hiên cong này đây chính là lối kiến trúc của người Trung Hoa đấy ạ. Với tên gọi là mai cua vỏ rùa, có nghĩa là cái mái hiên cong tự như cái lưng con cua và cái mai của con rùa. Thì người Trung Hoa cổ quan niệm rằng cua sẽ mang lại sự may mắn và bình an cho gia đình, con rùa sẽ mang lại sự trường thọ. Bên trong chính là lối kiến trúc của người Việt Nam cũng như là cách ông bà mình thờ cúng tổ tiên của mình ngày xưa. Nhưng mà trước khi bước vào bên trong từ đường thì mình thấy một phiến gỗ cao được xây đặt chính giữa từ đường như vậy, được gọi là ngạch cửa đấy ạ. Sở dĩ ông bà mình cho xây dựng ngạch cửa cao như vậy là vì muốn nhắc nhở con cháu trước khi bước vào bên trong từ đường phải trong tư thế là trang nghiêm. Và trong tư thế như vậy, khi mình cúi đầu mình nhìn ngạch cửa cũng giống như là mình đang cúi đầu chào ông bà. Thì ngày xưa dưới chế độ phong kiến, con cháu mình về đây thắp hương theo lối quan niệm nam tả nữ hữu, có nghĩa là nam đi ra đi vào bằng lối cửa bên trái, nữ đi ra đi vào bằng lối cửa bên phải. Nhưng mà bây giờ mình nam nữ bình đẳng, mình đi về chung một lối. Con cửa chính của ngôi tự đường này thì mình luôn luôn đóng, mình chỉ mở vào 3 ngày Tết âm lịch, chỉ dành cho những người đã khuất tự cùng ông bà của mình thăm gia đình. Dạ, mời gia đình mình vào trong xem tiếp ạ. Lối kiến trúc như vậy là vì muốn con cháu mình sinh sống làm ăn phát triển thịnh vượng về sau theo hướng đi lên. Còn đây chính là nơi quan trọng nhất của tự đường, nơi mình thờ cúng ông bà tổ tiên của mình. Vì ngày xưa Việt Nam mình không có máy ghi hình, thế là ông bà mình dùng những chiếc hộp gỗ như vậy để thờ cúng ạ. Và bên trong mỗi chiếc hộp gỗ sẽ có một bài vị ghi tên tuổi, nghề nghiệp, ngày tháng năm sinh và năm mất của ông bà đó. Thì nhà mình nhìn thấy trên tầng thứ tư có những cặp hộp gỗ có hình dạng và màu sắc giống nhau là tượng trưng cho những cặp vợ chồng. Hoặc là mình nhìn thấy những chiếc hộp gỗ đơn lẻ có hình dạng hoa súng, hoa sen khác nhau là tượng trưng cho những cô con gái khi mất vẫn chưa cưới chồng. Hoặc là mình nhìn thấy những vòng tròn chữ thọ như này là tượng trưng cho những cậu con trai khi mất vẫn chưa lập gia đình. Và sau năm 1945 cho đến nay thì trong thời gian này mình đã có thể vẽ tranh sơn mài hoặc là mình dùng máy ghi hình, nên là mình đã có thể thờ cúng những bức di ảnh như thế này. Mình qua phía bên kia xem tiếp. Còn đây chính là bàn thờ gia phả của nhà mình đấy ạ. Bên trong chính là cúng gia phả có niên đại hơn 200 năm rồi, được ông bà mình viết tay bằng chữ nôm, mình viết tên tuổi và các thành viên trong gia đình của mình. Thì bên cạnh đó mình cũng thấy đây chính là hai đồng tiền xưa cổ mình dùng để gieo quẻ âm dương, ông bà mình gọi là xin kêu xin lộc đấy ạ. Thì nhà mình nhìn thấy cái mặt có chữ này đây chính là mặt dương tượng trưng cho nam, còn mặt không có chữ chính là mặt âm tượng trưng cho nữ. Thì ông bà mình tin rằng mỗi khi mình có điều gì quan trọng cần cầu xin về học hành, gia đình, gia sự, gia đạo, gia đình đấy ạ, sức khỏe thì mình nghĩ điều đó ở trong đầu, rồi mình sắp đều hai đồng tiền trong tay như thế này, sau đó mình thả vào trong tô. Nếu đồng tiền hiện lên một âm một dương, có nghĩa là âm dương hài hòa, lời cầu xin đã được chấp thuận. Còn nếu như đồng tiền hiện lên hai mặt giống nhau thì mình phải thử lại. Và mỗi lần cầu xin như vậy mình không thử quá 3 lần. Ông bà mình gọi là quá tam ba bận thì không tốt. Vì nhà mình đã đến đây chơi và tham quan rồi thì mình có thể cầu xin ông bà về sức khỏe, hạnh phúc gia đình, bình an con cháu ở đây ạ. Mình có thể cầu sự nghiệp. Mình có điều gì cần cầu xin thì mình cứ cầu xin ạ, không sao cả, ông bà mình thương con thương cháu. Dạ tốt ạ. Tốt hả? Trong lần đầu tiên luôn rất là tốt. Dạ.
Dạ tốt luôn à. Rất là may mắn. Dạ, dạ anh có xin không ạ? Còn đây chính là gian trưng bày đồ cổ của nhà mình. Thì tất cả những đồ cổ ở đây có một số đồ cổ thuộc về gia đình mình là do ông bà tổ tiên mình để lại. Cũng giống như là có một số đồ cổ mình sưu tầm về. Thì ở đây nhà mình thấy mình sưu tầm rất là nhiều những đồng tiền cổ và gốm sứ thời Gia Long. Thì nhà mình nhìn thấy trên bàn đây là những đồng tiền sứ cổ ấy ạ. Vì ngày xưa Việt Nam mình không có ngân hàng nên là ông bà mình thường giấu tiền trong những cái châm cái vạ như thế này, rất là nhiều châm vạ, rồi ông bà mình đem đi chôn sâu dưới lòng đất. Thì ngày nay con cháu mình đào được ở những vùng vàng ngoài ô vàng Hội An ấy ạ. Mình đem về đây, mình đánh chùi, mình tẩy rửa. Thì sau khi đánh chùi tẩy rửa, mình sẽ thấy được tên của các vị vua được khắc trên mỗi đồng tiền. Khi mỗi đứa trẻ được sinh ra, ông bà mình thường cắt cái nhau cái rốn rồi đem về đây cho sâu dưới lòng đất phía dưới cây khế này đấy ạ. Ông bà mình tin rằng khi con cháu mình lớn lên sẽ yêu thương, hòa thuận và đùm bọc lẫn nhau và sẽ không bao giờ quên quê hương cội nguồn khi mình đi xa, mình sinh sống, mình làm ăn. Thì tập tục này thì ngày nay thì gia đình em vẫn còn tiếp tục, nhưng mà có một số gia đình người ta đã bãi bỏ rồi.